Đồ gỗ Hoàng Nhuân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 24 tháng 1 năm 2019. Xin trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê Bảo Đỉnh cột 12 gồm có 12 món. Gỗ hương đá của Nam Phi. Hàng Thành Nhuân đã hoàn thiện xong phần vân y để chuẩn bị bàn giao cho một anh khách hàng ở núi đèo Thường Yên. Bộ này gồm có 12 món, gồm một ghế dài, 4 ghế ngắn, 2 đôn kẹp và 2 đôn nách, gọi là 2 đôn cao để bên cạnh chiếc ghế dài và 2 đôn thấp để ngồi và một chiếc bàn rất là rộng. Toàn bộ đường nét đục chạm là hoàn toàn đục thủ công bằng tay. Ở cách đây ít hôm thì Nhuân cũng bàn giao một bộ bàn ghế như thế này, 6 món Nghê Bảo Đỉnh cho anh Bách ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Và hôm nay Nhuân bàn giao tiếp một bộ, xong tiếp một bộ Nghê Bảo Đỉnh cột 12 chân 14 gồm có 12 món cho anh khách hàng ở núi đèo Thường Yên. Trước khi bàn giao cho khách hàng thì Nhuân sẽ quay lại một lượt phần chi tiết cho những khách quý khách nào ở xa không về xem trực tiếp được, có thể xem qua màn hình thấy được cái bộ bàn ghế hoành tráng cỡ nào. Đây là bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh gỗ hương đá. Quý khách có nhu cầu muốn sở hữu một trong những sản phẩm đỉnh cao và đặc sắc giống như này, liên hệ ngay với Đồ gỗ Hoàng Nhuân tại cơ sở 1 Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Video clip quý vị đang xem đang được Thành Nhuân trực tiếp tại Đồ gỗ Hoàng Nhuân cơ sở 2, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đây là bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh. Nhắc lại lần nữa, đây là bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh gỗ hương đá cột 12 nhưng mà kích thước to dài rộng hơn cả cột 14. Toàn bộ cái phần ghế gỗ dài nhất là 1m1, chiếc ghế ngắn và cao là 1m55. Cái phần ghế đoạn dài là dài 2m3 và cao cũng 1m55, rất là to cao dài rộng và toàn bộ là trương liền vách liền cũng như là mặt bàn rất là rộng nhưng không có ván liền thì chúng tôi ghép đôi mặt bàn. Toàn bộ ván mặt bàn là dày 2 phân rưỡi, đục chạm kênh bong thủ công bằng tay. Ván dày 2 phân rưỡi, toàn bộ đục bằng tay 100%, đục tích là 50 kỳ phụ. Tác phẩm Nghê Bảo Đỉnh luôn to ra mắt từ năm 2018 rất là nhiều. Năm 2019 luôn tiếp tục to ra mắt hàng chục bộ sản phẩm Minh Quốc Nghê Bảo Đỉnh cho khách hàng đặt ở toàn quốc, trên toàn quốc. Vâng, nghe đây. À, em gọi nhầm đấy, em cắn nước máy. Dạ vâng. Vâng, ok. Từ như anh xem Nhuân đang giới thiệu bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh cột 12 ô hương đá của anh khách hàng ở núi đèo Thường Yên. Và đây là chiếc khay trà bánh kẹo, khay bánh kẹo gỗ chắc hoặc là khay trầu để phòng khách để chơi hoặc là để trưng bày. Còn một quà biếu có tặng rất là đẹp. Và như trước mình giới thiệu rất nhiều rồi, nhân tiện quay bộ ghế này chúng tôi đặt 2 chiếc đây. Toàn bộ đường nét đục chạm của bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh này là đục bằng tay 100%, tất cả chân cong rất là đẹp, hiếm cong, đục thủ công 100%. Và cái phần vách này, vách dày 5 phân, đục hai mặt với nhau, ngũ lần vần cầu ở cái ghế dài và toàn bộ là trương liền, tất cả cái phần trương con nghê đỉnh ở trên là liền khối rất là đẳng cấp, từ phần ghế này trên là liền một khối vô cùng đẳng cấp. Hải Phòng thì Nhuân bàn giao rất nhiều những bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh rồi. Bộ này là bộ vừa thứ 6, thứ 7 rồi. Cách đây được khoảng chục hôm thì Nhuân cũng bàn giao một bộ Nghê Bảo Đỉnh cho khách hàng ở Hữu Lũng Lạng Sơn và một bộ đi xa nhất là phía Nam tỉnh thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây là bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh gồm có 12 món của anh khách hàng ở núi đèo Thường Yên. Rất là sáng. Thì mình vừa xem là Nhuân đang giới thiệu bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh gỗ hương đá cột 12 rất là đẳng cấp. Đầy đủ bộ tứ linh ở cái vách ghế này, bộ cái vách ghế là đục tứ linh, đây là quy tức là rùa, ở phía trong này là long tức là rồng, long ly kỳ phụng ở cái vách ghế. Ở bàn cũng đục tích long ly kỳ phụng. Các nhà nào có nhu cầu muốn sở hữu một trong những bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh đẳng cấp và đẹp như thế này thì hiện nay với lần đầu tiên tôi báo giá chi tiết. Đây là bộ 12 món, thì khách nhà nào chật có thể mua bộ 10 và 6 món, 7 món. Đây là bộ
12 món rất là đẳng cấp. Tất cả các phần chân quỳ đục vô cùng đỉnh cao. Chàng có nhu cầu muốn sở hữu bộ bàn ghế giống nhầy nhưng lại hai vợ chồng Luân theo số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110 0389. Số Nguyên tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 ở Gia, phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Riêng cái phần toàn bộ cái phần hàng bộ như là đỉnh làm theo quy chuẩn hàng siêu vít, cái ván mặt là dày rộng 2 phân và khuôn tranh là dày 4 phân. Tất cả các thông số kỹ thuật là nhà theo quy chuẩn hàng siêu vít. Chân ghế là chân 14 và cột 12, rất là khủng, trường liền. Và bộ ghế này quay mãi không được dán, càng quay càng đẹp. Và phía trong kia là Ngân Đăng hoàn thiện chiếc sập sờ được tích ngũ phúc kim tiền cho khách hàng bà Nga ở Vinhome Hải Phòng. Phúc ơi, Phúc tập trung làm ở kia đi, cái đây mà hai người làm rồi. Làm bàn thờ này. Trong này tôi đang hoàn thiện rất nhiều mặt hàng cho khách hàng tại vòng, và ngoài cái bộ quần giấy như vào đỉnh ra, các khách hàng ở núi đèo thì mình đặt thành một chiếc bàn thờ thần tài không đỏ nào, thành nhân đang hoàn thiện cho đi để chuẩn bị bàn giao. Mình xin tạm dừng ở đây và hẹn lại khách trong video phía sau. Cô nhân xin kính chào quý khách, hôm nay ngày 24 tháng 1 năm 2019, Luân trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế Nghi Bảo Đỉnh đã bàn giao ở đúng vị trí phòng khách của gia đình nhà bác tên gì nhỉ? Bùi Trung Huy ở phố Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trên quý vị xem, Luân đã kê vào đúng vị trí phòng khách của gia đình nhà bác Huy ở Núi Đèo, Thủy Nguyên. Bộ Nghi Bảo Đỉnh gồm có 12 món gỗ hương đá, gốc và nguyên đồ nhất được chạm hoàn toàn ở đây. Vâng, lắp ngồi đi. Đây còn chiếc bàn thờ thần tài gỗ hương đỏ Lào, rộng 81 và sâu là 1 mét. Hôm nay là ngày 24 tháng 1, ngày diễn ra trận đá bóng giữa Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản vòng tứ kết. Toàn bộ ghế này đục chạm hai mặt như nhau, mặt đằng sau cũng đục. Bộ Nghi Bảo Đỉnh cột 12 gồm có 10 món. Luân đã bàn giao vào đúng vị trí phòng khách của gia đình nhà bác Huy ở Núi Đèo, Thủy Nguyên. Bộ rất là to. Mình đi viện xem bên nhà bác Huy chủ nhà. Đi ăn đi. Mình ngồi đi, ngồi đi. Ở bàn rất là rộng, bàn 1m3 x 2m. Riêng cái bàn rất rộng, rất là hoành tráng. Những cái nhà nào có nhu cầu muốn sở hữu một trong những bộ Minh Quốc Nghi Bảo Đỉnh đẹp như này, như vậy ngay với Đỗ Anh Nhuân theo số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110 0389. Đỗ Anh Nhuân tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 là Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Và video clip hiện đang xem đây, mình quay trực tiếp tại nhà khách hàng nhà bác Huy ở Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đây là bộ Nghi Bảo Đỉnh cột 12 gồm có 10 món, gồm có 12 món. Toàn bộ đường nét đục chạm là hoàn toàn đục bằng tay. Đi đường nét chi tiết. Đây là chiếc ghế dài. Rất là hoành tráng, đục kích ngũ lân phần cầu ở đằng sau. Vách và chân đục cong rất là đẹp. Đi. Đó quay hết.
quay bà chủ xấu hổ không lên. Đây toàn cảnh như đây nhiều nhân. Đây là bàn thờ thần tài, gỗ hương đỏ của Lào. Ngồi đi, anh em mình ngồi đi, vui. Đây chiếc bàn thờ thần tài tôi bỏ nào, mái ống cột liền, cột 13 phân, rộng 81 và sâu là 97. Và bộ được nằm trên điện hương đỏ của Lào. Và phía trong kia là bộ nghê bảo đỉnh, cột 12, gỗ hương đá, gồm có 12 món của nhà Bắc Huy. Ở núi đèo Chú Viên Hải Phòng. Nếu nhà có nhu cầu muốn sở hữu một trong những bộ minh quốc nghe vào đỉnh đẹp như này như vậy ngay với Thành Luân theo số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Số Thành Luân tại cơ sở 1 ở Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội và tại cơ sở 2 là số nhà 71-73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đây là bộ minh quốc nghê bảo đỉnh, cột 12, gỗ hương đá, gồm có 12 món. Tất cả những nhát tình trạng vô cùng là bình thường. Đây là toàn bộ mặt bằng, trục trạm rất là kinh bồng, rất là rộng. Nên xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại khách trong video clip sau. Khách của gia đình rất là rộng, đường nào cũng rộng. Nhà đang theo dõi trận bóng đá. Gần xin tạm dừng ở đây và xin hẹn gặp lại khách trong video clip sau. Thôi.